Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em có 3 cây cưa xích hiệu Estin các bác nhá. 3 cây cưa Nhật bãi. Đó. Thì hôm nay thì giới thiệu cho các bác xem qua để cho các bác nào ưng ý muốn sử dụng những dòng sản phẩm máy cưa Estin hàng bãi Đức. Đó, 3 cây này là chuẩn bãi Đức hết các bác nhá. Đó, thì có thể tham khảo qua video này cũng như là để liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929 để tham khảo cũng như để thả hàng các bác nhá. Đó. Hôm nay thì cửa hàng chúng em đây có 3 con mới nhập về, 3 con cưa gia đình. Dòng này thì nói chung là nhỏ nhẹ thôi, rất phù hợp về cho các bác sử dụng gia đình hoặc là về cắt cành đồ linh tinh thì lựa chọn mấy con này là quá là ok luôn các bác nhá. Đó. Con này thì nòng 3 con đều là 37 ly các bác nhá. 37 ly, máy móc thì linh kiện thì giống y hệt nhau, chỉ khác đời sản xuất thôi. Con đầu tiên là một con MS180C này. Con thứ hai là con 017 và con thứ ba cũng là một con 017 các bác nhá. Hai con 017. Đó, và con 180. Đó, hình thức thì máy móc thì linh kiện thì hai ba con này thì nòng đều giống nhau 37 ly, máy móc thì giống nhau. Đó. Chỉ khác hiệu thôi. Đều là cùng của hãng Estin cả các bác nhá. Đều là hãng Estin cả. Đó. Và nhập bãi Đức nguyên zin 100%. Hàng một đời chủ chưa qua sửa chữa hay là chủ nào Việt Nam xài cả. Nên là các bác tham khảo qua video này ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhá. Đó. Đây, và giờ em giới thiệu từng con đi nha. Và video này thì em sẽ báo giá luôn. Báo giá luôn các bác theo dõi video của em cũng như là xem em đã đánh dấu ký tự này. H1, H2, H3, 3 con. Các bác ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em. Ví dụ là các bác chỉ cần đọc mã thôi. Em đánh dấu mã rồi. Ví dụ bác chốt, các bác chốt còn H3 chẳng hạn. Thì các bác liên hệ qua cho em bảo là chốt cho anh con H3 là được. Các bác nhá. Đó. Em đánh dấu ký tự cho nó dễ nhận dạng, nhận biết. Đó. Và video này em sẽ báo giá cũng như test nổ luôn. Thì các bác theo dõi video của em cũng như là để xem ưng ý từng con nào nhất thì liên hệ qua em để đặt hàng các bác nhá. Đó, tất cả ba con đều đẹp nhức nách luôn các bác nhá. Đó, con đầu tiên con 180 là đẹp nhất này. 180C trong lô ngày hôm nay là đẹp nhất. Đó. Và cái này thì máy móc thì em đảm bảo cho các bác tất cả máy móc đều nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đó. Xem qua con Estin 180C này. Tích hợp có xả áp luôn nhá. Đây con này có xả áp này. Các bác nhìn chưa? Đó. Và cái này có tăng chỉnh xích nhanh cũng như là vặn lam xích nhanh ở đây. Máy móc tích hợp rất là nhiều thứ nhá các bác nhá. Đây, xích này các bác nhìn qua. Sợi xích nhá còn to bản nguyên như mới luôn các bác nhá. Đó, sợi xích này em đánh giá này nó tầm khoảng 90% đấy các bác. Cực kỳ đẹp. Đấy, tem này chuẩn chỉ nhá, tem zin nguyên bản của nó luôn nhá. Đó. Có cả mã vạch đây luôn, đảm bảo cho các bác nguyên zin. Máy móc đẹp, hình thức quá là ok. Đây, quay cho các bác xem qua. Nhìn qua nội thất của em nó nhá. Đó, các bác nhìn ạ. Nguyên zin. Đảm bảo cho các bác zin ngon lành luôn. Cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó. Chế chiếc nguyên gì này. Hàng đảm bảo cho các bác cả tất cả ba con này là chưa bung chạm máy móc gì cả. Đảm bảo cho các bác nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Nòng hơi cứng cáp. Nó bít tông sọc ngang. Đẹp nguyên lành. Tại vì mấy lô này, mấy con này em nhập về đều là theo hình thức là tuyển chọn không à. Chứ không có nhập xô. Nên là máy móc con nào là đẹp con đấy luôn. Đó. Nên là các bác đặt hàng của bên em thì cũng hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Tí em sẽ ráp lại sau. Đó, qua con thứ hai. Con gì đó, cực kỳ đẹp các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Ừ. Lửa zin. Chế zin. Đó. Con H2 con lại luôn. Cũng có tích hợp tăng chỉnh xích nhanh cũng như là vặn ốp lam nhanh. Đó, cực kỳ tiện lợi. Mắt xích con này cũng còn to bản nguyên nhá. Mắt xích cũng cực kỳ đẹp luôn này. Đó.
đẹp nha, hình thức quá là ok này. Ốp làm này không biết là tem gì đây, cũng bị mờ rồi nhưng mà tem zin của nó luôn đấy các bác ạ. Áo phải không? Đó, qua H3 cũng xuất sắc nguyên các bác nha, ngon lành nhá, nguyên zin, lửa zin này, nòng zin này, đó, bình xăng zin này, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó, máy móc chưa bung chạm gì cả, tất cả bao con này đều ngon. Con này thì vặn bằng ốp ốc lam, hai ốc lam chứ không có tăng chỉnh xích nhanh cũng như là vặn đấy. Đó. Còn riêng con này thì xích thì không khác gì một sợi xích mới các bác nhá. Đó. Chắc là chủ mua về nhưng mà quên xài, bán luôn. Đấy. Nên là sợi xích thì còn đẹp như mới luôn. Đó. Tổng thể ba con đây. Các bác nhìn qua. Đó. Nhìn ba con nhá. Dạ vâng, đây giờ em quay lại, vừa nãy có chút tí việc bận nên là em quay lại cho các bác xem qua nhá. Đó, đây là tổng thể ba con nhá các bác nhá. Các bác ưng ý con nào thì liên hệ cho em. Vâng, và bây giờ thì em sẽ báo giá luôn. Báo giá luôn các bác nhá. Con đầu tiên là một con Estin 180C, máy móc hình thức cực kỳ đẹp. Đó, con này sưu tầm thì cũng quá là xuất sắc luôn các bác nhá. Đó, con này thì em bán với giá là 3.200.000. Đó. Giá này đã bao gồm phí ship rồi các bác nhá. Đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện của bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đó, 3.200.000 cho một con máy cưa xích MS 180C. Và con H2. H2 là con này em bán với giá là 3 triệu đồng các bác nhá. 3 triệu đồng. Đó. Đó, 3 triệu đồng, máy móc ngon lành nguyên zin. Đó. Và con thứ ba, con H3. Con này em bán con này thì ốp lam của nó là vặn bằng hai ốc nhá. Không có tăng chỉnh xích nhanh giống như của con này thì em để cho các bác là giá 2.900.000. 2.900.000. Đó, các bác nào không thích sử dụng, muốn các bác nào mà muốn sử dụng truyền thống thì lựa chọn con này. Vặn bằng hai ốc ốc lam cực kỳ chắc chắn các bác nhá. Đó. 2.900.000, rẻ hơn được 100.000, còn máy móc thì nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện đó. Và giá này là em bán là đã bao gồm phí ship rồi các bác nhá. Đã bao gồm phí ship rồi. 3.200.000 bao phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Các bác ở đâu thì em cũng có thể ship được hết, từ Nam ra Tây Bắc. Đó, từ Tây Bắc xuống đến miền Tây có thể ship được hết toàn quốc cho các bác. Con này 3 triệu cũng thế, đã miễn phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mổ với zin, một chiếc rũa, một tô vít chỉnh. Đó. Ba món. Con này 2 triệu 9 cũng thế nhá. Đó, miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Đó, giá ngon lành luôn. Con này thì đẹp rồi, cực kỳ rồi. Nên là giá, tại vì hàng tuyển chất lượng mà, cái này là hàng bãi này là bọn em sẽ bán theo tùy theo hình thức máy nhá các bác nhá, chứ không phải là niêm yết một giá một được. Nếu một giá một thì chắc có lẽ là bọn em chết mất, tại vì máy cũ thì bán cho ai đấy, lại người ta khách lại cứ chọn hết máy đẹp thì máy cũ thì em để thế nên là cũng không được các bác nhá. Nên là bọn em sẽ bán theo hình thức máy, tùy máy đẹp thì giá nó sẽ cao, còn máy xấu thì bán xấu một tí thì em sẽ bán giá rẻ đi. Đó, để cũng như là về các bác sử dụng, các bác nào không quan trọng ngoại hình mấy thì có thể lựa chọn cho mình những dòng sản phẩm mà máy vừa vừa tiền để đỡ về túi tiền của mình hơn. Đấy. Còn tất cả máy móc em đảm bảo cho các bác, ba con này máy móc cực kỳ đẹp các bác nhá, cực kỳ đẹp, bít tông sọc ngang nguyên zin 100%. Hàng chưa bung chạm máy móc gì cả. Đấy. Chưa bao cho các bác là chưa hề bung biếc máy móc. Đảm bảo cho các bác nguyên zin, bít tông sọc ngang, đẹp nhức nách luôn các bác nhá. Thắng xích thắng xước xài đầy đủ hết này, cả ba con. Đó, cả ba con thắng xích đều xài đầy đủ hết nhá. Đó. Con này cũng thế. Đó. Ba con thắng xích sử dụng đầy đủ, linh y như nhau cả thôi. Đó. Đây, không có nhìn qua. Cực kỳ đẹp nhá. Bô nguyên zin này, dập Estin này. Con này bô cũng thế, khó dập Estin này.
Con này cũng vậy này, bô nguyên zin dập Estin nhá. Tất cả linh kiện của dòng máy Estin thì đều dập nổi Estin thôi, nên là không thể nào giả được. Mà cái dòng này thì nó cũng không có linh kiện mới trên thị trường để giả nữa các bác ạ. Đó, dòng bãi Đức mà. Rồi, và bây giờ thì em qua phần test nổ thì em sẽ test nổ từng cây một cho các bác sẽ nghe qua tiếng máy nhá. Rồi, các bác nào ưng ý con nghe qua, ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Chỉ cần để lại số điện thoại, tên, địa chỉ thì em sẽ ship tận nhà cho các bác. Rồi. Dạ vâng, con H1 đầu tiên, Estin 180C. Xin phép các bác thì em tháo cái lam xích ra nhá. Tại vì cái này em cũng chưa đổ nhớt ra lam xích nữa, nên là nổ nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần lam xích. Nó sẽ bị nóng và làm giảm tuổi thọ của lam xích đi. Thì em sẽ nổ test máy không thôi. Đó. Máy móc đẹp cực kỳ các bác nhá. Đấy, dây giật các bác nhìn này. Dây giật này. Như mới luôn các bác. Nói chung là con này thì em nghĩ là chủ người ta quên xài. Về các bác sưu tầm thì quá là ok nhá. Đóng thêm cái thùng nó thành cái máy mới thôi. Đó, 3.200.000 nha các bác. Máy móc test nổ ngon lành. Nòng hơi thì cưng cáp nha các bác nhá. Rồi, các bác nào ưng ý con này thì liên hệ qua cho em. Dạ, qua con H2 các bác nhá. Dạ vâng, cuối cùng là con H3. H3 giá 2.900.000 các bác nhá. Đó. Dề giật này, như mới luôn các bác nhá. Đó. Các bác nào đó tổng 3 con mà em vừa test nổ cho các bác xem qua. Các bác nào ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhé. Rồi em chào các bác, hẹn các bác video sau.